chưa nghe được tới câu chuyện đằng sau đó không? Tại vì cái bệnh nó bự nó rất nhiều. Nó là cơ hội của cơ hội của can nó đánh bệnh khác thì nó đánh con mới đánh lại nó. Thì đó là cái câu chuyện đằng sau cái nhiễm